Đây là mẫu tranh mắt áo thành công được một bác khách người Quảng Ninh vừa mới đặt hàng của chúng tôi. Và bức tranh mắt áo thành công này thì đang làm ở khâu pha khối. Các bạn hãy cùng xem nhé. Sau công đoạn đầu tiên là vẽ mẫu đã được anh khách hàng phê duyệt phương án rất là nhanh, nên là ngay lập tức chúng tôi cũng bắt tay vào quá trình đục chạm. Bước đầu tiên là dán giấy lên trên mặt gỗ, nghe thì có vẻ rất là dễ, nhưng mà kỳ thực thì dán giấy lên trên mặt gỗ cũng đòi hỏi một kỹ thuật rất là cao, bởi vì bắt buộc phải dán sao cho cái giấy nó phải rất là phẳng, ăn chặt với mặt gỗ, vì nếu không ấy, khi làm nó sẽ bị sai nét hoặc là mất đi các cái nét chi tiết, nó bị lệch đi, không ăn khớp cùng với nhau. Và tiếp nữa là cái quá trình mà hạ nền, lấy cữ cho nền tranh và phá bỏ những cái mảng gỗ trống ở trên tranh. Những cái phần bố cục chính được giữ lại và bắt đầu đục phá để tạo mảng, tạo miếng khối. Và đây là thành quả của quá trình phá khối cho cây tùng, con chim hạc và cách khóm mẫu đơn. Các bạn hãy cùng xem thêm các cái công đoạn khác về sau bằng cách follow mình nhé.